rất thân thương. Đàn ông sao thì con cá kéo nhau đi đi ngắm trăng, và có những đoàn ca mà hát vui vẻ ngoài đường trong xóm. Và một bài hát mà chúng ta không thể thiếu được trong ngày Tết Trung Thu, đó là một bài Tết Trung Thu. Và sau đây là màn trình diễn của các em lớp 1, lớp 2 và lớp 3 của trường Việt ngữ Hùng Vương thực hiện. Xin mời các em. Xin mời các em. Thank you.